Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bộ phim Trạm cứu hộ trái tim. Nghĩa bắt đầu ân hận, giấu An Nhiên, đưa bằng chứng ông Kiên ép ông Trường hối lộ cho ngân hàng. Sự quay xe của Nghĩa khiến ngân hàng có chút cảm động. Còn An Nhiên thì cô như phát điên khi thấy kế hoạch của mình bắt đầu sụp đổ. Điều rồi, trước sự lung lay của Nghĩa, An Nhiên có âm thầm ra tay kết thúc mọi chuyện. Ngân hàng có cứu được ông Trường hay không? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Em khỏe không? Nghĩa lặng nhìn gương mặt của Hà, khiến cho ngân hàng lúc này có chút bối rối trước sự quan tâm của hắn. Tôi khỏe, anh hẹn tôi ra đây, có việc gì thì nói liền đi. Nghĩa mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ra một cái bút ghi âm. Đây là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bố em và Tay Kiên, nó có thể giúp bố em được giảm án. Ngân Hà kinh ngạc, đôi mắt sững sờ nhìn Nghĩa. Còn Nghĩa tiện tay một đoạn ghi âm đó lên. Ông còn nhớ vụ của Tay Quang chứ? Tôi cần 5 tỷ, 5 tỷ đổi lấy sự im lặng của tôi, ông thấy sao? Ông Trường tức giận. Hóa ra mọi chuyện là do ông làm. Tại sao? Ông biết chuyện đó. Chuyện đó không quan trọng, là tôi muốn hôm nay số tiền đó sẽ được chuyển về tay tôi ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tay Kiên tiếp tục dùng bí mật năm xưa để tống tiền ông Trường. Ông Trường khẩn khoản. Được rồi, tôi sẽ cho người mang tiền đến cho ông. Ngân Hà nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện thì mừng đến bật khóc. Nghĩa liền nói: thực ra chuyện ông Kiên tống tiền bố em chỉ là một phần trong kế hoạch của anh. Anh đã lợi dụng ông ta để kéo bố em vào vụ hối lộ này. Nhưng anh hiểu rất rõ về con người cháo trở của ông ta nên đã ghi âm lại để làm bằng chứng. Bây giờ anh trao nó cho em, hy vọng nó sẽ giúp ích được gì đó cho em. Ngân Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nghĩa. Lý do là gì? Tại sao anh lại giúp tôi và bố tôi? Không phải anh rất hận ông ấy hay sao? Mục đích thật sự của anh là? Trong mắt em, anh bị hồi và xấu xa đến mức đó sao? Anh thừa nhận là anh rất hận bố em. Anh muốn ông ta phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng đấy là lúc anh chưa biết mình được làm bố. Anh không muốn sau này con anh sinh ra biết được chính bố đẻ của nó đã cấm ông ngoại nó vào tù. Coi như anh làm điều này vì đứa bé trong bụng, được không? Ngân Hà kinh ngạc, như một phản xạ, cô ta ôm lấy bụng của mình, cố gắng lảng tránh. Anh đang nói gì? Con nào quả của anh? Hình như anh đang hiểu nhầm chuyện đó thì phải. Ngân Hà, thực sự em hận anh đến mức vậy sao? Hận đến mức không thể nói cho anh biết sự thật đứa bé trong bụng là con của anh. Em chấp nhận bằng tiếng ngoại tình, còn cấu kết với Tay Vũ, nói rằng đó là con của hắn, chỉ vì không muốn anh biết được sự thật này sao? Ngân Hà nuốt nước bọt khi màn kịch ngừng diễn đã bị Nghĩa hạ màn lật tẩy. Cô đưa mắt nhìn chỗ khác thừa nhận. Cứ cho rằng đứa bé này thật sự là con của anh đi chăng nữa, nhưng không phải trước đây anh nói không muốn con nòi giống của anh được mảy mầm trong cơ thể của tôi hay sao? Anh không mong chờ sự xuất hiện của nó, thì tại sao tôi phải nói cho anh biết? Và lại tôi cũng không muốn nó biết nó có một người bố khốn nạn như anh. Nó sẽ là con của mình tôi. Nếu như anh định dùng đoạn ghi âm này để thỏa thuận thì xin lỗi, tôi không cần. Tôi không muốn con mình được đem ra làm vũ khí hay để thỏa thuận với người khác. Ngân Hà vừa nói xong, Nghĩa bật cười thành tiếng. Đây mới thực sự là Ngân Hà mà anh biết. Em biết tại sao em luôn thua tôi không? Vì em nghĩ cho người khác. Đây cũng là điểm yếu của em. Nhưng em yên tâm, người chồng khốn nạn của em rất ghét việc lấy con mình ra để làm vũ khí trao đổi. Vì thế anh không cần em phải làm gì cả, chỉ cần em và con mạnh khỏe bình an, như vậy là anh vui rồi. Bản ghi âm này anh cũng cầm lấy. Anh làm việc này vì chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho con, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Ngân Hà không nghĩ là Nghĩa đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, điều này cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Cầm bản ghi âm trong tay, Ngân Hà nói: vậy tôi không khách khí nữa, tôi về trước. Nghĩa vội nói theo: em không chấp nhận anh cũng được, nhưng xin em hãy cho anh chăm sóc và quan tâm đến con của anh, đừng kéo bó vào những rắc rối ân oán hận thù giống như chúng ta. Ngân Hà không hề quay đầu mà bước đi thẳng. Nghĩa trở về nhà, anh thấy vô cùng vui mừng hạnh phúc. Giờ trong đầu Nghĩa chỉ ngập tràn hình ảnh của Ngân Hà. An Nhiên bất giác hỏi anh, khiến dòng suy nghĩ của Nghĩa bị cắt ngang. Anh vừa đi gặp cô ta về đấy à? Hai người bàn bạc vụ ly hôn xong chưa? Anh gặp cô ta vì chuyện khác, không phải chuyện ly hôn. Không phải vì ly hôn thì làm gì chuyện gì? Anh và cô ta còn gì để nói với nhau à? Hay hai người gặp để nối lại tình xưa? Nghĩa tức giận quát: em đừng suy diễn linh tinh. Anh là chồng em chứ không phải con của em mà em tra khảo như thế. Nghĩa nói rồi bỏ vào phòng. An Nhiên hớt hải chạy lại hỏi: Nghĩa, anh có thấy cái bút ghi âm em để trong văn bản không? Không biết Google nó nghịch ở đâu, bây giờ em không thấy. Thấy An Nhiên nghi ngờ gôn, Nghĩa đành thừa nhận: không phải thằng bé đâu, là anh đấy. An Nhiên cố mắt nhìn Nghĩa, dường như cô ta hiểu được Nghĩa đã làm gì với nó, liền nói: đừng nói với em, anh đã lén đưa cho cô ta rồi nhé. Bộ anh bị điên hả Nghĩa? Nghĩa hung hăng: đúng, anh bị điên rồi. Anh bị điên nên mới suýt nghe lời em, giết chết con của mình. Anh đã đưa nó cho Ngân Hà, thì sao, hả? An Nhiên lúc này sửng sốt: anh nói gì cơ? Vậy là anh thừa nhận đứa con trong bụng của cô ta là của anh hả, đồ khốn? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? An Nhiên vừa nói vừa lao vào đấm vào lồng ngực của Nghĩa, khiến cho Nghĩa tức giận nắm chặt tay An Nhiên. Đủ rồi đấy, đây là sự cố không mong muốn, nhưng đấy là sự thật. Ban đầu anh nghĩ nó là con của Vũ và Ngân Hà, nhưng chính mẹ đã nói cô ta thừa nhận với mẹ đứa bé trong bụng của cô ta đã 13 tuần, chung với thời điểm mẹ cháu thuốc tránh thai. Vì thế chắc chắn đứa bé là con của anh. Anh không muốn sau này nó biết được chính bố nó đã hại ông ngoại nó vào tù. An Nhiên trừng mắt nghiến răng: lại là mẹ anh, tại sao bà ấy luôn là kẻ phá đám chúng ta vậy? Bà ấy bị điên hay sao mà làm như vậy? Bốp, một cái tát vang lên. An Nhiên, ăn nói cho cẩn thận, sao cô dám nói về mẹ của tôi như thế hả? An Nhiên trừng mắt căm phẫn: tôi nói không đúng hay sao mà anh đánh tôi? Nếu không vì bà ta, kế hoạch của chúng ta đã thành công từ lâu rồi. Tại sao lúc nào bà ta cũng chỉ biết của mình chị ta, còn tôi thì sao? Tôi vì anh chấp nhận làm kiểu tan, còn mẹ anh đối xử với tôi như thế nào? Nghĩa, tôi thật sự hối hận rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên để anh cưới chị ta, bởi vì anh thực sự yêu chị ta rồi. Chị ta thì có gì hơn tôi, anh nói đi. Nghĩa lúc này tức tối: cô có biết cô ta hơn tôi? Cô có biết cô ta hơn cô ở điểm gì không? Cô có biết cô ta hơn cô ở điểm gì không?